Vâng, kính thưa quý vị, trong cái mục tin tức nóng ngày hôm nay đó thì có một cái tin mới về cái vấn đề về những cái động thái của chùa Ba Vàng khi mà khi bị yêu cầu gỡ bỏ những cái nội dung về xá lợi tóc Đức Phật đó. Trong thời gian vừa qua thì thưa quý vị, cái câu chuyện mà ở chùa Ba Vàng đó, liên quan đến cái việc mà trưng bày một số những cái mẫu tóc gọi là xá lợi tóc của Đức Phật mà được tất cả mọi người đang quan tâm. Đặc biệt rằng là thu hút rất là nhiều Phật tử từ khắp nơi đổ về, hàng chục ngàn Phật tử đổ về để chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật. Và câu chuyện này thì không biết thật giả như thế nào, nhưng mà cơ quan chức năng họ đã vào cuộc để họ bắt đầu họ tìm hiểu và họ điều tra, và họ coi như là có những cái động thái yêu cầu là gỡ bỏ những cái nội dung truyền bá những vấn đề này. Thì báo chí hôm nay họ cũng đã lên tiếng rất nhiều. Họ nói rằng là vào cái buổi trưa ngày 31 tháng 12 đó, là các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội đã đồng loạt gỡ bỏ thông tin liên quan đến xá lợi tóc Đức Phật. Đó, thì cái vấn đề mà tại sao lại gỡ bỏ thì bây giờ chúng ta hãy cùng đọc qua bài báo để chúng ta biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, rằng là những ngày qua đó, báo chí và dư luận phản ánh thông tin chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trưng bày và quảng bá xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước, được cho là rước từ tu viện Parami, Myanmar về để gây xôn xao dư luận. Vào ngày 28 tháng 12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản số là 895 do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký. Trong đó giáo hội cũng yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại Đức trụ trì gỡ bỏ ngay những cái giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên trang thông tin của chùa và của các Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội liên hệ đến sự việc trên. Đây là những cái thông tin được trên cái trang fanpage hoặc là cái trang mà cá nhân của chùa Ba Vàng để nói về cái vấn đề về xá lợi tóc Đức Phật. Ha, quý vị thấy rõ ràng. Hơn 4 vạn người, 8 chương trình lớn nhỏ tái hiện thời kỳ đáng nhớ. Đó, thu hút rất là nhiều người, 4 vạn người, tức là 40.000 người quý vị tập trung về đây. Và quý vị biết rằng là cái lượng mà thu tiền ha, đó của bá tánh thập phương họ tới họ cúng dường biết bao nhiêu là tiền vấn đề này quý vị. Trưa ngày 31 tháng 12, trên các trang kênh truyền thông của chùa Ba Vàng, sư Thích Trúc Thái Minh đã gỡ bỏ một số những thông tin giới thiệu và hình ảnh về xá lợi tóc Đức Phật. Đến buổi trưa ngày 31 tháng 12 thì thông tin hình ảnh về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên đã được gỡ bỏ. Hiện trên website cũng như tài khoản trên Facebook của chùa nổi bật bản báo cáo giải trình việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan. Báo cáo nêu rằng Hòa thượng U Wi Pula hứa sẽ cung rước xá lợi tóc của Đức Phật đến chùa Ba Vàng cho nhân dân Phật tử Việt Nam chiêm bái. Đây là lần đầu tiên xá lợi tóc của Đức Phật được cung rước ra nước ngoài. Đến tối 27 tháng 12, kết thúc chuyến tham quan Việt Nam, đoàn chư tăng Myanmar đã cung rước xá lợi tóc Đức Phật trở lại tu viện Parami. Đáng chú ý, theo chùa Ba Vàng rằng trong và sau thời gian diễn ra sự kiện nói trên, có những thông tin trái chiều cho rằng xá lợi tóc của Đức Phật do chư tăng Myanmar cung rước đến chùa Ba Vàng là xá lợi giả được làm từ cỏ Pili ra bán công khai trên mạng xã hội, hoặc chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân Phật tử. Trước những thông tin trên, chùa Ba Vàng khẳng định xá lợi tóc của Đức Phật là biểu tượng tôn giáo cao quý và thiêng liêng của đạo Phật. Việc tôn kính xá lợi của Đức Phật là lễ nghi và niềm tin tôn giáo của đạo Phật.
trong nhà nước pháp quyền, biểu tượng lễ nghi và niềm tin tôn giáo đó cần được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Việc làm giả, buôn bán sách lậu giả của Đức Phật ở Việt Nam cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm sách lậu giả để lừa đảo nhân dân, Phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng, báo cáo cho biết. Đồng thời, việc đưa tin chư tăng Myanmar cung rước sách lậu giả đến chùa Ba Vàng cho nhân dân, Phật tử Việt Nam chiêm bái là hành vi gây tổn thương đến biểu tượng lễ nghi và niềm tin tôn giáo của chư tăng Phật tử Myanmar, gây tổn thương đến cái tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp của chư tăng Phật tử Myanmar đối với đất nước Phật giáo Việt Nam. Đó, thưa quý vị, thì cái bài viết này cũng mới vừa viết thôi, nói về vấn đề này. Thì theo quý vị thì chúng ta suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Xin mời quý vị hãy cho một số những cái lời bình luận để chúng ta cùng tương tác với nhau. Mỗi người đều có một kiến kiến riêng. Và làm sao để chúng ta chứng minh rằng là cái xá lợi tóc Đức Phật này là thật hay giả, quý vị? Làm sao để chứng minh được điều đó? Đó. Bây giờ mình lướt qua một cái vòng của một cái website tại chùa Ba Vàng ha. Đây là một cái website riêng của chùa Ba Vàng đó. Thì có một cái bài viết cũng khá mới, nói về là chùa Ba Vàng báo cáo về xá lợi tóc của Đức Phật. Kính thưa quý Phật tử nhân dân, trước các thông tin trái chiều liên quan đến xá lợi tóc của Đức Phật, chùa Ba Vàng đã có báo cáo với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan. Xin kính mời quý Phật tử nhân dân đọc thông tin đầy đủ tại đây. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023. Kính gửi Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng kính gửi Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí. Kính bạch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Kính thưa Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, chùa Ba Vàng đã nhận được cái văn bản số 895/HDTS-VB1 ngày 28 tháng 12 2023 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc giải trình việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng xin giải trình như sau. Tháng 12 2023, nhân chuyến tham quan các thánh tích Phật giáo tại nước Myanmar, đoàn chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đã đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tôn trí tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami, còn gọi là tu viện Thon Wan hoặc là Parami Kion, địa chỉ tại đường Thon Wan, khối 5, thị trấn Nam Oklahoma, Anyon, Myanmar. Theo truyền thừa của tu viện Parami, đây là một trong 8 sợi tóc của Đức Phật để lại cho hai người Phật tử tại gia đầu tiên sau khi Ngài đắc đạo, được truyền lại qua nhiều đời, tăng sĩ và hiện đang tôn trí tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami. Nơi đây còn lưu giữ hình ảnh nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam cũng như trên thế giới đến chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật. Đài truyền hình Việt Nam VTV1 ngày 29 tháng 10, 2017 đã trân trọng giới thiệu hình ảnh xá lợi tóc chuyển động của Đức Phật được tôn trí tại nơi đây với lời bình. Lễ thỉnh xá lợi tại bảo tàng xá lợi Phật Thon Wan là nơi lưu giữ xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca cùng xá lợi của rất là nhiều vị cao tăng đắc đạo. Những người tới đây không chỉ mong muốn được đích thân Đức Tăng thống trì chú bình an, hạnh phúc mà còn để được nghe và chứng kiến những cái điều vi diệu về xá lợi Phật. Với tâm nguyện tăng cường quan hệ Phật giáo quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, đoàn chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đã trân trọng thỉnh mời Hòa thượng U Wipula, trụ trì tu viện Parami cùng các cao tăng Phật giáo Myanmar tham dự đại lễ kỷ niệm 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Hòa thượng U Wipula đã hoan hỷ nhận lời với lòng tôn kính Phật Hoàng Trần Nhân Tông, yêu mến đất nước con người Việt Nam. Hòa thượng U Wipula hứa khả sẽ cung rước xá lợi tóc của Đức Phật đến chùa Ba Vàng cho nhân dân Phật tử Việt Nam chiêm bái.
Hòa thượng Uwipula nhấn mạnh, từ trước đến nay, xoa lại tóc của Đức Phật tại tu viện Parami chỉ được chiêm bái tại chỗ. Đây là lần đầu tiên xoa lại tóc của Đức Phật được cung rước ra nước ngoài. Kính bạch hội đồng trị sự, ban trị sự, kính thưa quý cơ quan lễ kỷ niệm ngày Phật sinh, ngày sinh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là hoạt động tôn giáo hàng năm tại chùa Ba Vàng đã được ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí thông báo với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí ngày 29 tháng 11 năm 2021. Năm nay là 2023, các hoạt động cụ thể của đại lễ, trong đó có việc cung rước và chiêm bái xá lợi Phật đã được chùa Ba Vàng thông báo bổ sung với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và các cơ quan hữu quan tại văn bản số 83/TB-CBV ngày 18 tháng 12 năm 2023. Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh đã diễn ra trọng thể trang nghiêm tại chùa Ba Vàng vào ngày 22, ngày 23 tháng 12, 2023. Chùa Ba Vàng đã hân hạnh tiếp đón đoàn chư tăng Phật tử Myanmar, trong đó có các vị cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Myanmar như là Hòa Thượng là Padanta, Tam Tạng Pháp Sư thứ 11, Hòa Thượng Padanta Putalin, Tam Tạng Pháp Sư thứ 13, Hòa Thượng Uwipula, trụ trì tu viện Parami. Đoàn chư tăng Phật tử Myanmar cùng chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng đã cung rước xá lợi tóc của Đức Phật lên tòa đại giảng đường cho nhân dân Phật tử Việt Nam chiêm bái. Đây là nhân duyên thù thắng để tăng ni Phật tử thực hành hạnh tôn kính, tri ân đối với Đức Phật và cầu nguyện cho quốc thái dân an. Vào buổi tối ngày 27 tháng 12 2023, kết thúc chuyến tham quan Việt Nam, đoàn chư tăng Myanmar đã cung rước xá lợi tóc của Đức Phật trở lại tu viện Parami. Tuy nhiên, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện nói trên, có những cái thông tin trái chiều cho rằng xá lợi tóc của Đức Phật do chư tăng Myanmar cung rước đến chùa Ba Vàng là xá lợi giả được làm từ cỏ Pili ra bán công khai trên mạng xã hội, hoặc chùa Ba Vàng mua cỏ Pili về làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân và Phật tử. Kính bạch hội đồng trị sự, ban trị sự, kính thưa quý cơ quan chùa Ba Vàng xin được bày tỏ quan điểm như sau. Thứ nhất, xá lợi của Đức Phật là biểu tượng tôn giáo cao quý và thiêng liêng của Đạo Phật. Việc tôn kính xá lợi của Đức Phật là lễ nghi và niềm tin của tôn giáo là của Đạo Phật. Trong nhà nước pháp quyền, biểu tượng lễ nghi và niềm tin tôn giáo đó cần được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Thứ hai, việc làm giả, buôn bán xá lợi giả của Đức Phật ở Việt Nam cần bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thứ ba, việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili về làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, Phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng. Thứ tư, việc đưa tin chư tăng Myanmar cung rước xá lợi giả đến chùa Ba Vàng cho nhân dân Phật tử Việt Nam chiêm bái là hành vi gây tổn thương đến cái biểu tượng lễ nghi là niềm tin tôn giáo của chư tăng Phật tử Myanmar, gây tổn thương đến tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp của chư tăng Phật tử Myanmar đối với đất nước và Phật giáo Việt Nam. Kính bạch hội đồng trị sự, ban trị sự, kính thưa quý cơ quan, trên đây là báo cáo của chùa Ba Vàng về hoạt động cung rước chiêm bái xá lợi Phật trong khuôn khổ đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sanh. Chùa Ba Vàng xin thành kính tri ân hội đồng trị sự Phật Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Trân trọng cảm ơn Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Chùa Ba Vàng trụ trì đã ký là Đại Đức Thích Thúc Trái Minh. Thích Trúc Thái Minh. Đó quý vị. Đó. Thì dưới đây là cái văn bản ha. Đây rõ ràng có cái văn bản. Đó, rất là rõ quý vị. Ở dưới đây cũng có một vài những cái đường link của cái trang web này đã đưa tin trước đó. Giống như là cái đường link nói về là kết mãn chiêm ngưỡng cung tiễn xá lợi Phật, khai mạc chương trình chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật ngày 12 tháng 11, thông báo sự kiện đặc biệt lễ chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật. Tất cả những cái này bây giờ là không còn nữa quý vị. Còn đường link thôi, nhưng mà khi mà mình click vào thì không còn những cái bài viết này nữa, tức là đã gỡ xuống rồi. Đó, thưa quý vị, rất nhiều những cái lời bình luận ở bên dưới
Đây là một cái lời bình luận của Hà Thanh Túy nói rằng là mình không hiểu tại sao mà có những người lại thích công kích và không biết học dựa vào cái gì mà khẳng định 6 lợi tóc của Đức Phật là không có thật. Trước khi họ đưa các thông tin đó trên mạng xã hội, họ đã tìm hiểu kỹ chưa? Họ có bao giờ nghĩ rằng các sư thầy đã tu hành thì các thầy đã từ bỏ hết tất cả những cái niềm vui, những cái tham sân si ở đời, các thầy chỉ trang bị cho mình cái bình bát và pháp khí, tụng kinh gõ mõ cầu Phật ra hộ cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Do vậy các thầy sư cần gì Phật đến tiền bạc mà bảo các thầy sư mang 6 lợi tóc giả để lừa bịp nhân dân lấy tiền. Đó, rất là cái bài viết rất dài. À, có nhiều người bình luận cũng nói rằng là thường thường mà xá lợi Phật á, là từ những cái xương mà còn sót lại ha, chứ còn mà tóc thì làm sao mà sót lại được, khi mà thiêu thì sẽ cháy hết rồi, vân vân. Đó, giống như xá lợi của coi như là Bồ Tát Thích Quảng Đức, Thích Quảng Việt cũng là tiêu hủy hết, thịt da tiêu hủy hết, tóc tai tiêu hủy hết, còn lại xương thôi, một số những cái gì đó, hoặc là còn lại cái trái tim đó, quý vị ha. Thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm thử coi là thật hư như thế nào, chứ mình chưa dám khẳng định là như thế nào cả, bởi vì trong câu chuyện này nó có nhiều cái vấn đề mà không thể lý giải được, cho nên chúng ta cần phải có những chuyên gia hoặc là cơ quan chức năng họ vào cuộc để họ điều tra thì mới ra được, quý vị. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta đưa những lời bình luận một cách là trái chiều, để coi như là gây coi như là mà những cái vấn đề chưa chính xác lắm thì sẽ không hay lắm. Cho nên mỗi người đều có một cái ý kiến, quý vị cứ việc viết lời bình luận để chúng ta cùng trao đổi với nhau trong vấn đề này nha. Đó, hôm nay thì báo chí cũng có rất là nhiều những bài báo viết về vấn đề này, quý vị có rất là nhiều những bài viết. Đó, ở đây cái trang báo của 24 giờ cũng có cái bài viết nói về là chùa Ba Vàng gỡ tất cả các thông tin về xá lợi Đức Phật, vân vân. Thì những cái bài viết này cũng tương đối là gần giống như những bài viết của những tờ báo khác. Họ cũng nói về vấn đề này. Ở đây có một cái hình. Đây là cái hình này được, quý vị này. Quý vị nhìn vào cái hình này sẽ thấy như thế nào đây? Đây là cái hình mà về là xá lợi tóc Đức Phật được chùa Ba Vàng thông tin là có từ 2.600 năm trước. Đó quý vị. Rồi, những thông tin trong ngày hôm nay nói về cái vấn đề của chùa Ba Vàng và xá lợi tóc Đức Phật là đến đây là xin tạm ngưng. Xin mến chúc tất cả quý vị một ngày thật là bình yên và hạnh phúc, thân tâm an lạc nhé. Ok, bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số những tin tức quan trọng về thương mại sau đây.